Hôm nay cho đầu bếp đa đề riêu rì. Trong riêu rì. Trong riêu rì. Trong riêu rì nè. Kêu trong riêu rì nè. Rồi mọi người ơi, để mình hướng nha, mình các bạn coi anh chàng nhà ta riêu rì nấu món cơm lương Nhật Bản. Đầu tiên là cái nước sốt của nó. Rồi hay. Đô dọc. Quét nước sốt của nó lên. Cái nước sốt của nó, cái này là cái nước sốt của nó. Xong rồi mình cho thêm cái nước sốt của nó là cái này nha mọi người. Xong rồi cái mình cho thêm một ít cái tương ớt, không phải, gọi là tương bột của Hàn Quốc á. Nó nhuyễn 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 á. Đó, ngon chưa? Con lươn bên Nhật sao mà nó to dữ vậy ta? Mình không hiểu là nó ăn cái gì mà nó to ghê luôn á trời. Nhìn anh nhà đổ trứng gà mà tôi nghĩ như đổ bánh xèo á mọi người, cái tay anh run run cái mặt kiểu như là đang lần đầu tiên anh nhà ta được tiếp xúc với máy ảnh khi quay lúc nấu ăn, nên cả nhà thông cảm. Bắt đầu nè, chỗ tài của anh nhà ta nè, lật ngang đây á. Ichimoto lật ngang đây, lật tới đây, mạnh dạn lên. Vẫn run run nha mọi người, thông cảm nha. Hay. Ủa ai vậy? Giỏi quá ta ơi. Cái này á, trứng này mình chiên càng mỏng á, chứ mình cắt ra xong mình rưới ở dưới nó rất là ngon. Dưới rồi. Bỏ vô đi. Đó, cái chìa. Ui, giỏi quá ta. Nói chứ mình đâu ăn lâu năm chứ mình không biết làm món, không biết xóc cái chảo đâu nha mọi người. Thiệt lòng thiệt dạ là không biết xóc cái chảo đâu. Đây, leo răng thưa đây. Đó, đó, liền muốn vô mấy ảnh mẹ nhân cho vô. Muốn phụ ba không? Muốn phụ ba nấu ăn cái gì? À, muốn phụ ba nấu ăn á mẹ nhân à. Leo muốn phụ ba nấu ăn á mẹ nhân à. Các cô chú có muốn leo nấu ăn với các cô chú coi không? Leo răng thưa muốn phụ ba nấu ăn á. Nói chứ leo vô leo ăn trực là chính chứ phụ cái gì tầm này đúng không con? Trời, nhìn những em lương, hai em lương. Chút nữa các em sẽ được chị xơi, yên tâm đi. Chị sẽ ăn điềm đạm các em, cho vào bụng hết. Đây 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 đây, các bạn thấy điều gì chưa? Một anh chàng lực lượng S-man mặc chiếc áo sơ mi để vô nấu ăn. Hồi nãy anh nói với mình như thế này nè các bạn. Anh nói là người Việt Nam rất là thích kiểu phong cách là quần áo bó nhìn cho nó có bắp đùi, với cả là nhìn cho nó có bắp tay rồi này kia, xong rồi đeo cọng dây chuyền rồi này kia vậy đúng không? Mình nói ừ. Thế là anh thay ngay luôn cái áo. Mấy bạn thấy cái áo chưa? Áo sơ mi. Áo sơ mi đen mới ghê chứ. Cắt khúc ra này chút ăn cho dễ mọi người. Trời, nói mới chạy nước miếng luôn ạ. Rồi, ngon quá. Mấy bạn cắt trứng gà chiên á, mấy bạn cắt như thế này nè nha, thật mỏng, phải thật mỏng, nói chung là càng mỏng như lá mua lá liễu hay lá tơ hay lá lá gì cũng được, nói chung miễn là mỏng là được. Tại vì cái này mình ăn chung với cơm lương, thế nên là mỏng thì nó mới là ngon, chứ còn mà dày quá thì giống như ăn cơm chiên, nó giống mọi người, giống như ăn cơm chiên trứng. Hôm nay là anh đạo diễn từ A đến Z. Em đây không có đụng tay vào, nên là mình không có đụng tay vào gì hết. Mình chỉ có đứng quay làm cameraman cho anh thôi. Taro, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Cơm đã chảy ra rồi thì tiếp theo là mình cho nori được rồi. Nori gọi là rong biển của Nhật. Rong biển của Nhật vào. Mình cho vào cái rong biển này á, cho hoặc là không cho thì nó không bắt buộc nha. Cái này là mình không bắt buộc nha. Kiểu như là muốn ngon thì cho vào, còn không muốn không thích ăn rong biển thì mình không cho vào cũng được. Tiếp theo là cho trứng gà vào. Đó, được. À,
anh Rưới y chang như là kiểu như là nghệ thuật chuyên nghiệp vậy đó nha. Nhìn anh Rưới trứng gà kìa, trứng gà chiên kìa. Trời ơi, điệu nghệ chưa mấy mọi người ơi. Nó bắt đầu với cho em Lương, hai em lương siêu to khổng lồ lên dĩa, lên mâm. Chút nữa để quánh chén. Giờ là thành mâm siêu to khổng lồ nha mọi người. Hay đó. À, ngon quá. Cảm ơn chồng. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Vợ Chồng Bà Nhân GB. Hôm nay hai vợ chồng mình ăn đã nhỉ? Ăn cơm chưa? Hôm nay hai vợ chồng mình ăn cơm lương Nhật Bản. À, xin mời mọi người ăn cơm cùng với vợ chồng mình nha. Cái này á là cơm lương Nhật Bản, đây là cơm lương nói chung là nổi tiếng của Nhật Bản. Bạn nào qua Nhật hoặc chưa qua Nhật chắc chắn nếu mà thích hương vị của Nhật sẽ rất là thích món cơm lương này, rất là ngon. Xin mời mọi người. Hay. À, mình chế cái nước sốt của nó lên, rưới lên. Hay. Tero đôi rồi. Cái nước sốt này mình hầu như mình mua chung với cơm lương á, nó sẽ có cho mình luôn á mọi người. Nhìn ngon quá mọi người ơi. Cái bụng mình nó đã kêu rột rẹt theo luôn rồi đó. Itadakimasu. Ăn thôi mọi người ơi. Như thế này. Như thế này nè. Nhưng mà to quá, bẻ nó ra làm đôi. Miếng lương. Itadakimasu. Cơm với lương với trứng với cái đây là dưa leo với lại rong biển. Bỏ một miếng vô miệng. Cái này là miso soup nha mọi người. Miso soup. Ngon không? Ăn cái này mà có miso soup á là không lẹt ra đâu được hết trơn á. Ngon. Có gì nào cũng là gì vậy? Vị lương á, vị lương nó béo béo, vị lương sốt nó hơi ngọt ngọt, hơi ngọt ngọt mặn mặn, kèm theo một ít cay của ớt bột của Hàn Quốc. Ngon. Rất là ngon. Mà công nhận lương bên Nhật á, mình không hiểu là tại sao nó rất là béo. Nó béo lắm mà mình nghe được là mọi người bảo á, chồng mình cũng bảo là lương Nhật á nuôi rất là bài bản, cần nuôi nó rất là bài bản. Hồi người ta cho nó ăn tôm á, con tôm mình ăn á mà người ta sang nhuyễn để cho nó ăn. Mà lương Nhật hình như là sống là nó sống. Sống hình như sống ở sông, nhưng khi mà đẻ sinh sản thì ra biển. Đó là mình nghe trên tivi rồi này kia nói nha. Còn ăn cái này nó hơi to, bẻ ra. Không. Nó nằm đâu khổ. Người hơn. Cái này là lương Nhật. Ý gọi là rục sen nến. Rục sen nến. Hai con này là tầm rơi vào giá không tầm 1.2-1.3 Việt Nam mình. Hai con là lương Nhật. Ngon. Biết ngon. Cô cậu. Nóng biên biên à.
Hôm nay mình sẽ có một cái mật bí cả cuộc đời con gái của mình. Mình sẽ mật bí lên cho mọi người nghe. Cái chuyện này rất là một hai bạn vô. Cái chuyện này rất là tày đình, nên là mình chúng mình ăn no bụng đi, mình lấy sức khỏe sức, mình kể cho mọi người nghe. Câu chuyện này nó mang theo cả cuộc hành trình, cả cuộc đời của mình gắn bó. Ngon quá. Ngon quá. Hai vợ chồng mỗi người con. Cơm nhiều quá. Bây giờ là 12 giờ đêm mà hai vợ chồng ăn cơm cỡ gì nè mọi người. Ngon. Rất sụn. Béo. Con xin ổn chứ. Ngon mọi người. Lương. Lương béo. Cắn trong phát nó mềm. Nó hòa tan trong miệng cùng với trứng, với dưa leo, với là rong biển. Ngon. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon nè. Oxy nè. Ngon cho oxy. Đa là điều gì? Trong điều gì? Ai nấu? Chiếu nộp. Chồng nấu. Chồng nấu. Ăn xin lắm. Ngon. Cái từ ngon không biết diễn tả như thế nào đó. Các bạn hiểu rất ngon. Lương bên này nha, không có bị tanh. Không hề bị tanh. Mà không hiểu. Lương bên Việt Nam mà nó hầu như một con. Nó mà to lắm mà chẳng ba ngón tay chứ nhiêu. Bên này một con mà to. Nó to đâu cũng phải bằng như đây của mình. Một con to bằng cũng phải bằng 4 ngón tay của mình. To dễ mang. Bê tô nam mưu nữa. Unagi quá à. Mệt trò hô sôi. Sư gồi. Cô đông vô tấp bừng. Cô đông cô đời cô đầy. Cái đó. Mệt trò hô sôi. Thôi bê tô nam mưu nó unagi. Rồi. Đấy mà. Nó có. Unu tu nụ. Nụ. Mệt trò nụ. Ôi chú này nào. Oshi kato. Junni wa naka kirai desu ka? Oshi. Suki. Kore wa suki yo. Demo yasui. So nano? Yasui, mechcha yasui. Tamesu? Tameshitai? Tameshitai. Hora, unagi wa takai, Nihon wa takai yo. So ka. Datte unagi wa hora, tsukurenai kara. So na. Unagi wa mada tsukurenai. So nano? どこで卵を産むかわからない。ああ、そうか。Cắn miếng như phát. Cắn phát như thấy mùi ở mặt trời. Ngon. Ngon. Cắn phải như thấy mùi ở mặt trời luôn. Ngon quá. Leo. Leo ăn này không? Leo nó dậy được kìa các cô chú ơi. Xin giới thiệu với cô chú chào cô chú đi. Con đi chiêu qua, xin chào cô chú. Con là Leo Răng Thưa. Qua đu qua bè nó đó. Để mình kể cho mọi người nghe nha. Cái câu chuyện đi kể cuộc đời con gái của mình. Hồi nhỏ, nhà mình nghèo quá, các bạn biết không? Tầm khoảng năm 10. Tầm năm mình 13 hay 14 tuổi gì đó.
thì lúc đó nói chung là mình đi bán dạo hàng rong á, bán đậu phộng với trứng cút á, từ nhỏ rồi tôi đưa tabite kiểu đưa này chút tôi sabe được sabe mình bán dạo hàng rong từ lúc nhỏ thì từ năm 14, 15 tuổi, 13, 14 tuổi thì nói chung là cái độ tuổi đó, nhưng mà người mình nhỏ lắm các bạn chứ không phải to đâu, vì bản thân bây giờ mình cũng còn nhỏ, mình vẫn bé luôn, mình thấp mà đen. Xong rồi bắt đầu cái bạn biết không, bán trong cái vụ đó trời mưa, mà mấy bạn biết là Việt Nam mình mưa thì mưa dầm, mưa về, mưa tầm tháng 8, tháng 9, tháng 10 mưa trời ơi, mưa là nứt rách đổ tường luôn, mưa kinh khủng lắm. Cái mình bán trứng cút các bạn, trứng cút với đậu phộng mà bị ế một tuần liên tiếp luôn các bạn. Ngày nào về cũng là trứng cút chiên, trứng cút kho, trứng cút luộc, trứng cút xào xả ớt, trứng cút làm đủ thứ món hết. Nói chung là tất cả các món liên quan đến trứng cút đều có thể làm được, tại vì ế quá là lại đâu có ăn đâu, thì mang về phải nhà mình ăn thôi. Ăn trứng cút trừ cơm nữa, chấm muối trừ cơm. Thế là hôm đó cũng ế, trời mưa, xong rồi mình buồn đó bạn, kiểu như là ế đến ngày thứ 7, thứ 8 rồi, gần đến ngày thứ 10 rồi, cảm giác mà nó vô vọng lắm. Tiền bạc thì vốn á, thì cũng đã gần hết. Nói chung vốn là đã hết rồi, cái vốn mà để mình mua hàng á, thì đã hết rồi. Vốn mình mua hàng đã hết rồi. Thì cái bữa khóc, đứng ngay cái dọc đường á, ngay bên đường mà khóc mà dạng như là bất lực á. Xong thì có một cái anh đó đi ngang qua, anh đó mình đoán không chừng cái độ tuổi ảnh á, tầm đó khoảng 30. Cảnh mới qua anh nói mình gì nè, em ơi, em bán trứng cút đậu phộng đúng không? Bây giờ anh mua hết rổ trứng cút đậu phộng của em, thì em giúp anh việc này được hay không? Trời, nghe từ mua hết, cái ảnh mới nói giá nhiều, thì mình cũng nói lên luôn là anh ơi, giá một cái rổ trứng cút đậu phộng này là 500.000. Cái ảnh mới nói chắc chuyện nhỏ anh mua giùm em chỉ cần em giúp anh một việc. Xong cái mình nghe trời, mình nói trời, ông trời ông thương mình thiệt rồi, cái này là ông trời ông thương mình giống gì hết trơn á. Tại sao mình vừa khóc một cái, mình vừa cái buồn cái, tự nhiên ông trời ông lại có một người nào đó tới giúp mình. Xong rồi bắt đầu cái mình mới ok, anh kêu cần cái gì thì em anh nói đi, nếu mà em giúp được thì em giúp. Anh mới nói với mình là bây giờ như thế này, anh có một đứa em gái mà đã ba chạc chạc tuổi em, mà anh không biết mua gì tặng nó vào ngày sinh nhật, ngày hôm nay là ngày sinh nhật của nó, mà là chợ ở đây á, thì anh không biết, tại vì anh mới xuống đây ở nên anh không biết cái chợ nằm ở chỗ nào. Cái cũng gặp tài lanh nữa, mấy bạn biết không, vừa vui mà vừa tài lanh nữa, nghe giúp người giúp đời cũng ok. Rồi bắt đầu mình nói ok anh, còn chiếc xe đạp em sao? Anh nói là chiếc xe đạp em thì phải mang đi gửi chứ, đâu có thể nào một người đi xe máy, một người đi xe đạp. Xong rồi đi gửi luôn rổ trứng cút đậu phộng luôn các bạn. Niềm tin mình trao đúng người luôn nha. Cái lúc này mình vẫn còn đang tin lắm, vẫn còn đang yêu đời lắm, nghĩ là chút nữa sẽ có 500 ngàn và vừa giúp được giúp người nữa. Xong rồi bắt đầu ngồi sau xe mới phát hiện được một điều các bạn. Hôi nách, thứ quỷ gì mà hôi nách dễ mang các bạn. Hôi nách mà cái thời đó mà dạng như chắc không có lăn nách hay sao đâu, hay là có lăn nách mà không có tiền mua hay sao đâu. Hôi mà nó hôi kinh khủng khiếp, ngồi sau xe mà nó hôi mà dễ mang. Cái mình bịt cái lỗ mũi lại luôn các bạn. Bịt cái lỗ mũi lại luôn, nhưng mà mình cũng vẫn cố chịu đựng. Đó, mà cũng xong rồi bắt đầu cái chạy xe, chạy vòng vòng. Ảnh mới nói mình gì nè, em ơi, bây giờ em có thích chơi game không? Mình hồi đó mình đâu có chơi game, là vì nhà nghèo không có tiền ăn, chơi game đâu ra. Anh chồng mình anh ngó luôn, biết mình đang nói gì. Chứ sơ bê tây, tiền ăn không có, kiếm đâu ra game. Ảnh mới hỏi mình biết chơi game, mình nói không, em không biết chơi game. Thế em giờ anh chở anh vào nhà dì của anh lấy tiền. Bây giờ nhà dì của anh lấy tiền thì em phải là em cứ ngồi đó em chơi game, tại anh lấy tiền lâu xíu, tại anh không có bọc tiền cho người. Cái mình cũng tin là thiệt, cái mình mới nói ừ anh vào lấy đi rồi em đứng ở ngoài đợi, cứ không em không đứng ở ngoài đợi đứng kỳ lắm, em vào trong nhà em ngồi em đợi, nếu mà buồn thì em mở máy em chơi game. Mà cái thời đó chơi game bằng máy tính á. Cái xong rồi mình mới ok, cái anh chở mình tới, các bạn biết tới đâu không các bạn? Tới khách sạn, thấy cái chữ khách sạn, ta nói ông hùng bà về bà giải, ông địa ông tàn tài nhập vô mấy bạn ơi, ta nói cái mặt tay lét, bắt đầu té đái vô tới cái quầy lễ tân. Ảnh mới nói nè, ảnh mới nói cái bé lễ tân đó mình nhớ không nhầm, cái chị đó chắc là tầm khoảng hai mấy tuổi á. Ảnh mới nói nè, cho lên phòng leo, con có được vậy nha leo, con lì lắm nha leo, đa mi nè, tới đó ta bê tế ý hả? Cho lên phòng, hỏi là phòng gì, phòng 300 mấy gì đó. Anh nói là cho lên phòng 300 mấy. Thì cái chị này á, đúng là chị này chỉ giúp mình. Cái chị mới thấy mình bé quá,
chị mới bé quá, chị mới nói anh ơi bé này cho cái chứng minh nhân dân không, xong rồi anh mới nói chứ cần gì giấy chứng minh nhân dân hả em, hồi giờ anh dẫn bạn gái hay này kia tới có cần giấy chứng minh nhân dân đâu, xong nó em ơi bé này nó bé quá em không có thể nào cho vô được, cái thấy mình bắt đầu muốn té đái các bạn, bắt đầu run run mà kể như không nói ra lời luôn, kiểu như mất cảm xúc luôn, run quá rồi. Xong rồi chị mới nói anh ơi anh thông cảm, em không có cho bé này vô được, thì anh nghe anh không cho bé này vô được, nhưng mà theo mình đến bây giờ hiện tại mình nghĩ là cái phòng nó có người, cái phòng đó có người, mình nghĩ là như vậy trước luôn á, phòng đó có người hay là như thế nào mình không biết, nhưng mà mình nghĩ theo cái linh cảm của mình là nghĩ cái ở trong phòng đó có người đợi, ở trong đó một người đàn ông hay như thế nào đợi rồi. Xong rồi ổng mới thấy không cho mình vô được thì ảnh mới chở mình đi, chơi trên đường đi thì ảnh mới nói này nè, bây giờ em leo lên xe anh đi mà ngồi đằng trước, ngồi đằng trước, ngồi đằng trước xe thì anh mới mới chở em đi đi được, chứ mà ngồi đằng sau xe nó dòng xe nó sắp anh chở không được. Mình tin các bạn, nhưng mà mình tin nhưng mình đâu có ngu. Anh nói như thế nhưng mà mình nói nè, không anh ơi em không có ngồi đằng trước, hồi giờ em ngồi đằng sau mà ngồi sóc xe thì em chịu, tại vì mình ngồi đằng sau xe mà vậy như cái đuôi xe mà mình ngồi xét ra đằng sau đuôi, xong mình vịn cái đằng sau đuôi đi xe. Cái ảnh mới chở mình đi, mà anh chở đi hoài mà cái đường nó cũng xa, mình không biết cái đường nào. Mà xong đi đến cái khúc mà đường dở đường quốc lộ mà đông xe, lúc này mình mới nhảy ra ý định bây giờ nếu mà mình không chịu ngồi trước thì ảnh sẽ chở mình đi hoài, mình không biết là đường nào nữa, mà bây giờ mình la lên thì chưa chắc ai nghe, tại người đi đường hầu như tin chắc là người ta sẽ không nghe, mà nếu mà la lên lỡ ảnh có chuyện gì ảnh tung mình thì sao hay này kia. Xong rồi mình mới không la lên mà mình nói với ảnh như nè, anh ơi bây giờ em chịu ngồi trước rồi, anh dừng xe xuống đi, xong rồi em leo lên trước em ngồi cho. Cái ảnh dừng xe xuống mọi người, cái ảnh dừng xe xuống, đang biết ra hả, đang biết ra, anh dừng xe xuống. Cái mình leo lên xe ngồi, mình đâu có leo lên đâu, mình la là hiếp dâm biến thái, xong rồi mấy người đi đường á thì quay xe đầu lại bắt đầu đi rượt theo anh này quay xe anh chạy đi mất tiêu rồi. Xong mọi người hỏi mình có sao thôi, mình chở mình tới lấy rổ trứng cút ở đậu phộng về tới nhà. Mình không phải nói dốc các bạn, tại vì mẹ mình cũng khờ mà nhà mình đâu có ai bảo vệ được mình đâu, kiểu như là như thế mình bất lực một tuần trời, mình không đi bán đầu hộp phộng, không lấy trứng cút nữa, mà mẹ mình cũng không biết tại sao, nói chung mình cũng giấu cái chuyện đó trong lòng luôn, mình cũng buồn nhưng mà giống là tại vì bây giờ nói ra thì mẹ cũng đâu có giải quyết được gì đâu, mà mẹ còn buồn hơn nữa. Xong rồi mình không có nói thiệt luôn. Mà đến bây giờ mình có một cái lưu ý là dành cho những bạn nam nha, tuyệt đối nha, xài lăng nách cho mình cái, đó là điều khuyên cáo, nên xài lăng nách, thấy mình hôi nách nên mua cái chai lăng nách xịt lăng vô cái cho đỡ bay mùi, chứ quá hôi chịu không nổi cái mùi hôi nách. Nói đến đây mà thiệt nghe mất ói luôn. Ngon quá, ngon. Giờ bắt đầu mình mới được ăn. Đấy, kể xong câu chuyện rồi. Rồi bé bớt chồng mình ăn hết rồi. Ngon quá, ngon quá. Mình mà kể về cái tuổi thơ của mình là hết sách hết vở cũng không bao giờ ra hết. Cái tuổi thơ của mình nó nhiều, nó dài, không phải mấy trang tiểu thuyết tỳ đình, dài lắm mấy bạn. Tại vì tuổi thơ của mình quá cực khổ, mình trải qua, nói chung là mình cái tuổi thơ mình nó bất hạnh lắm, nói chung nói ra là muốn khóc rồi, tuổi thơ mình bất hạnh lắm, nên là nhiều cái để mình kể lắm. Nếu mà còn những cái tập sau nữa thì mình sẽ làm về những cái video mình kể về cái hành trình của mình, về cái tuổi từ nhỏ đến lớn của mình cho các bạn nghe, xem thử là các bạn có thấy là mình có qua một cái trang mới hay không rồi nha. Cuộc đời mình có qua cái trang mới hay không? Hết rồi nè. Nó hết rồi. Môi tích tội đi đâu. Nó nhỏ nữa chứ. Nó nhỏ nữa chứ, môi cái. Nè nè. Nó là bài bài tôi đã mới gô quá. No rồi. No rồi. Môi cái. No rồi.
なるなるどうする？なに？ぬばら？チンチン。わかんのだろうわ。ノルチン。まあ、わ。もらう。うん。うん。リングで？ジュニまだ食べないな。食べる全部食べるよ。ご飯だけ。うん。うん。うん。うん。ごんごん。うん。まだ。Video hai vợ chồng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video của hai vợ chồng mình và cũng như nghe mình trải lòng về cái câu chuyện lúc nhỏ của mình. Câu chuyện đây là một câu chuyện kỷ niệm của cuộc đời mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nào mà chưa ấn theo dõi kênh cho hai vợ chồng, ủng hộ hai vợ chồng mình nhớ ấn kênh theo dõi, ủng hộ giùm hai vợ chồng mình nha. Tero, anh này anh tên là Tero, mình tên là Nhân. Mình tên là Nhân. Nên là mọi người cứ gọi mình là Nhân và anh này là Tero nha. Tero, bye bye. Bye bye. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Bye bye mọi người nha. Bye bye.